thưa quý vị nếu như trước đây việc cung ứng quần rau sạch an toàn ra thị trường gặp nhiều khó khăn thì hiện nay vẫn sự phát triển mô hình hợp tác hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sâu an toàn tiêu luận đang là cơ sở đi đầu trong đáp ứng sâu theo tiêu chuẩn việt gáp bảo đảm tiêu thụ sâu cho bà con nông dân nghi dẫn của phóng viên thời sự mặc dù gặp khó khăn trong dịch covid 19 khiến các đơn hàng bếp ăn tập thể trường học phải ngưng trệ nhưng hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thi luân vẫn có những hướng đi riêng phù hợp để giữ được ổn định đầu ra cho các xã viên bằng việc chú trọng vào nâng cao sản phẩm chất lượng sâu màu đạt chuẩn việt gáp hợp tác xã rau thi loan đã liên kết hợp tác với các đơn vị như hệ thống siêu thị mini vinmart bếp ăn khu công nghiệp để bao tiêu rau xa ra thị trường với giá cả ổn định góp phần nâng cao thu nhập cho bà con xã viên bà con văn chúng tôi đây lùm cũng có ra kháng khởi à, bón cũng chợ cũng được mà thu nhập cho phước sở cũng có nhập là nói chung là lộn cũng ổn định từ khi có hợp tác xã thì hợp tác xã cũng thu mua với lại hơn nữa có na thương lớn hơn viện cũng mua nhiều nên nguồn đầu ra của nông dân bữa nay thì cũng cũng được cũng có đào ro cũng hợp tác xã cũng thu mua rồi thương lớn cũng tới mua nên cũng kho rau những đồ mình lồn ra thì tiêu thụ hết với diện tích canh tác khoảng 8 hecta cùng hơn 30 chủng loại sâu cũ khác nhau mỗi ngày hợp tác xã cung ứng cho thị trường hơn một tấn nông sản mang đến thu nhập cho bà con khoảng 5 triệu 500 ngàn đồng trên một tháng để nâng cao chất lượng và năng suất vùng sâu, hiện tại hợp tác xã tiếp tục đầu tư hệ thống từ huyết tiêu hiện đại, xây dựng kênh thoát nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bà con yên tâm sản xuất, hạn chế hết thiệt hại sâu màu do ảnh hưởng của thời tiết. Để đảm bổ được cái đầu ra cho thành viên của tổ xã, đến nay thì cũng tương đối ổn định, đi vào sản xuất. Và bên cạnh đó thì ảnh hưởng rất lớn về cái nguồn sản xuất là về du lịch, cho học sinh thông quan và các cái đơn vị tới đăng ký tham quan à, trải nghiệm và học tập ở tại hợp à, tác xã đây có phương hướng nhiệm vụ đến hợp tác xã là đề, đề xuất ở các cấp thành phố cũng như huyện à, hiện nay là, là đang mở rộng diện tích cái, về cái quy mô sản xuất à, cũng như là về cái dịch vụ à, ẩm thực có thể thấy, việc thành lập các mô hình hợp tác xã là hướng đi đúng đắn giúp bà con nông dân không chỉ tìm được đầu ra ổn định mà còn góp phần tạo nguồn nông sản xanh, sạch, chất lượng và an toàn cho thành phố Đà Nẵng. Với sự quyết tâm của các xã viên cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của địa phương và các cấp các ngành, kỳ vọng rằng hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tiêu loan sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển hơn trong thời gian tới.